Hoa Minh Di. Đừng ai nói chơi với tôi thì Đức Phúc mới nổi tiếng. Đấy là tội nghiệp. Hoa Minh Di chia sẻ rằng, việc so sánh Đức Phúc với cô hay nhận định rằng Đức Phúc nổi tiếng nhờ chơi cùng ai đó là không công bằng. Kỳ lạ làm sao khi Đức Phúc nổi đình nổi đám với phần ứng xử hài hước trong Ưu Giời Cậu Đây Rồi 2017. Cái tên Hoa Minh Di lại được nhắc đến khá nhiều. Không ít khán giả cho rằng, kể từ khi chơi với Hoa Minh Di, Đức Phúc đã có sự thay đổi rõ nét về cách trò chuyện. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, việc Đức Phúc lột xác từ anh chàng rụt rè, run rẩy sang thánh hài triệu view là vì bị Hoa Minh Di ảnh hưởng. Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt MV Thế Là Tết tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 16 tháng 1, Hoa Minh Di đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này. Hoa Minh Di khẳng định, việc so sánh Đức Phúc với bất kỳ ai khác là chuyện không công bằng. Thời gian gần đây, Đức Phúc khá nổi tiếng với những clip hài trên mạng xã hội. Có người bảo rằng, vì chơi chung nhóm với Eric và Hoa Minh Di, nên Đức Phúc mới thay đổi tính cách, từ cậu bé rụt rè sang thánh hài. Hoa Minh Di nghĩ sao về điều này? Rất vui khi Đức Phúc ngày càng nổi tiếng. Giống như là Hoa Minh Di, Eric và Đức Phúc có ví hợp nhau, nên tất cả mọi thứ đều đến rất trơn tru và thuận lợi. Ba đứa cùng nhau phát triển, xem như ba đứa chúng em cũng là minh chứng cho tình bạn trong showbiz. Mọi người nói rằng vì chơi với Hòa nên Đức Phúc mới ngày một lầy lội, hài hước, nổi tiếng hơn. Thực ra đừng nên nói thế, rất tội nghiệp và dễ gây chia rẽ tình cảm của fan club Đức Phúc và fan club Hòa Minh Di lắm. Các bạn bây giờ đang rất yêu quý nhau, nó kiểu như nhờ người này thì người kia mới nổi tiếng là không đúng. Ở ngoài đời, tính cách của Phúc là như thế. Xem trên clip của bọn em cũng vậy, Đức Phúc hoàn toàn tự nhiên. Trước hết, mọi người phải công tâm đã, công nhận chứ đừng so sánh Đức Phúc với Hòa. Em không muốn Phúc bị thiệt, em cũng mong đừng ai so sánh như vậy nữa. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, khi Hòa Minh Di, Đức Phúc, Eric đứng cạnh nhau thì sức hút gia tăng hơn hẳn. Hòa Minh Di có đồng ý với quan điểm này không? Bọn em chơi với nhau là thật lòng, hoàn toàn không có vụ lợi gì cả. Cho nên chuyện đứng chung với nhau nổi tiếng, được yêu thích hơn, riêng lẻ cũng chẳng quan trọng gì. Bọn em đâu có sống nhờ những cái đấy, bọn em cố gắng ra mắt những sản phẩm riêng mà. Quan trọng nhất là bọn em giữ được tình cảm và chơi với nhau ở ngoài đời. Bây giờ cả ba đều vô chung kết cặp đôi hoàn hảo, cũng chả cần cạnh tranh gì cả. Đức Phúc với Eric là nam mà, còn em là nữ. Nếu như được giải khán giả yêu thích, thì hai bạn ấy sẽ giành nhau giải nam ca sĩ được yêu thích nhất. Còn em thì ở hạng mục nữ ca sĩ được yêu thích nhất, dành làm gì cho mệt. Hoa Minh Di đã xem phần trình diễn của Đức Phúc tại Ưng Giời Cậu Đây Rồi chưa? Em đã xem rồi, em thấy Phúc quá tự nhiên, Đức Phúc giỏi nữa. Em có nghe Phúc kể lại cách vượt qua thử thách với anh Trường Giang và chị Lâm Vĩ Dạ trước khi chương trình lên sóng rồi, nhưng em không ngờ rằng nó lại hợp lý đến từng chi tiết như thế. Em nghĩ rằng Phúc xứng đáng nhận được tình yêu từ khán giả. Em với Phúc đều được mời tham gia Ưng Giời Cậu Đây Rồi mùa này, những ngày quay khác nhau. Do năm ngoái em đã tham gia Ưng Giời và giành cúp, nên năm nay em được xếp vào tập đặc biệt gồm những người từng chiến thắng rồi. Trước khi quay, Phúc có hỏi, chị ơi vì sao hai đứa không được quay cùng nhau? Em có lý giải, Phúc cũng hiểu nên chẳng còn nói gì nữa. Mọi người hỏi em rằng Phúc có hỏi ý kiến, kinh nghiệm khi tham gia Ưng Giời không? Thực sự thì cái này không có kịch bản. Phúc có hỏi, em cũng chả biết tư vấn gì. Em nói với Phúc, thôi cứ giữ sự tự nhiên đi. Cô cố gắng khỏe mạnh để vào phòng. Phúc duyên dáng sẵn rồi, không cần tư vấn gì đâu. Bên cạnh những lời khen cũng có nhiều ý kiến cho rằng Đức Phúc diễn không duyên lắm. Cụ thể là nghệ sĩ hài Vượng Râu đã nhận xét Đức Phúc diễn chưa được ở Ưng Giời. Hoa Minh Di nghĩ gì về điều này? Mỗi người một ý, sao mà em bắt mọi người yêu quý Đức Phúc hết cả được? Khi mình lên sân khấu phải chấp nhận chuyện được yêu lẫn bị ghét, phải chấp nhận thôi. Chẳng hạn như chuyện hội hoa dâm bụt của Hồ Minh Di, Đức Phúc, Eric. Bên cạnh lời khen là bọn em vui vẻ đáng yêu, cũng có ý kiến nói ba đứa chỉ làm lố. Em nói thật, nếu chơi ba lố thì em nghe quen rồi. Mấy năm nay, từ lúc bước vào nghề, em đã bị chơi lố rồi. Đi đâu cũng chơi hết. Một người nói mình thì chẳng sao, nhưng nhiều người cũng nói lại thành vấn đề khác. Khi bị chơi lố nhiều, em cũng tiết chế lại bớt. Con gái mà, ai thích bị chơi là lố lăng, quá đà đâu. Nhưng có tiết chế đến đâu đi nữa, em cũng không đánh mất mình. Em với cả Eric, Đức Phúc đều thích hoạt động chân tay, nên có thể người kiểu hơi hiền lành sẽ cảm thấy bọn em quá lố. Dẫu vậy, ngoài những người như thế thì cũng có nhiều người tăng động, thích vui vẻ như em mà. Trong ba bạn, cả Eric và Đức Phúc đều gây được tiếng vang bởi những bài hit. Có bao giờ Hòa Minh Di cảm thấy chạnh lòng vì sự nghiệp âm nhạc của mình chưa có cột mốc đáng nhớ như hai bạn Đức Phúc, Eric không? Có chứ, hỏi câu này em thật sự hơi buồn. Em nói thật lòng là rất ít khi tổ chức họp báo,
Vì mỗi lần họp báo ra mắt sản phẩm mới tốn nhiều tiền lắm, em lại không đủ điều kiện. Bài hit với Đức Phúc, Eric đã quá rõ ràng, ai cũng thấy được. Còn với em, nhắc tới bài hit là chạnh lòng lắm. Em được mọi người gọi là ca sĩ không có bài hit. Có lúc khán giả nói với em rằng không cần buồn, nhỡ đâu Hòa lại là ca sĩ không có bài hit nhưng vẫn được mọi người yêu thích thì sao? Vì chẳng phải ca sĩ, diễn viên nào tham gia game show cũng được khán giả yêu thích cả. Không phải ai nói chuyện cũng duyên dáng đáng yêu đâu. Nhiều bạn ca sĩ của em chỉ còn hát thôi chứ đừng nói chuyện, vì họ nói nhạt lắm, nghe lại chẳng muốn rồi. Khán giả của em thích xem Hòa Minzy làm trò, thích nghe Hòa Minzy nói chuyện. Đến một thời điểm nào đó, khán giả chỉ nhìn thấy em trên game show, xem clip hậu trường thôi. Em có khá nhiều clip hậu trường hài hước đạt triệu view. Sau khi xem clip xong, họ quay trở lại để tìm sản phẩm âm nhạc của em. Rồi bỗng dưng, họ chẳng thấy em có bất kỳ thành tựu nào cả. Trong cuộc đời nghệ sĩ, một bài hit là đủ cho mình gây ấn tượng với khán giả. Hôm qua, em đọc comment trên Facebook của một chị lớn tuổi. Chị ấy nói rằng, thu Hòa Minzy thật, chỉ vì em không có bài hit nên người ta mới có dịp chế giễu em và nói em là ca sĩ thế nọ, ca sĩ thế kia. Trước đây em không hề đặt nặng việc phải có bài hit, nhưng đến năm 2018 em lại thấy nó quan trọng lắm. Em không muốn người ta chê em nữa, em không muốn người ta chẳng tìm thấy bài hát của Hòa Minzy trên bất kỳ bảng xếp hạng nào. Nói ra điều này, em đau lòng lắm, nó là nỗi đau sâu kín của em. Em không muốn mình là một sản phẩm của truyền thông, em muốn mình phải là ca sĩ thực thụ. Em chẳng muốn lúc nào cũng thầm nhủ với bản thân là cứ hát hay vận may sẽ đến. Rõ ràng em hát hay 4 năm nay rồi, nhưng vận may có tới với em đâu. Nếu trong năm 2018 mà không có bài hit, em sẽ tạm dừng sự nghiệp 1 năm để tìm kiếm cho mình lối đi mới. Dừng lại 1 năm, điều này có quá liều lĩnh không khi mà ở thời điểm hiện tại chẳng có bất cứ điều gì chắc chắn rằng Hòa Minzy sẽ có bài hit trong năm 2018. Em đã đọc rất nhiều comment của khán giả mới đưa đến quyết định này. 4 năm qua, em tham gia hầu như đủ mọi game show. Chẳng có game show nào mà em chưa góp mặt hết. Nếu như em thể hiện, mọi người thấy trên truyền hình đều là con người thật của em. Nhưng không phải ai cũng thích. Có người bảo em là quá lố, diễn trò, giả tạo. Em muốn khán giả công nhận em như một ca sĩ thực thụ, có sản phẩm âm nhạc, có thành quả đáng nhớ, chứ không phải chỉ đơn thuần là sản phẩm của truyền thông. Em là ca sĩ, chứ không phải diễn viên hài. Nói ra điều này, em đau trong lòng lắm. Khi em đi hát ở đâu cũng thế, em còn cover bài của người khác. Em cover bài của người ta thì được yêu thích, còn khi hát bài của chính em, hiệu quả thì lại không có. Clip em cover có thể đạt vài triệu view, còn MV em ra hẳn hoi lại vài trăm ngàn view trong hàng tháng trời. 4 năm tham gia showbiz, em ra cả chục bài hát rồi, nhưng một thành tựu cũng không có. Em nghĩ đã đến lúc mình dừng lại. Nếu như 2018 này tiếp tục chẳng thành công, em sẽ nghỉ 1 năm. Em không xuất hiện ở bất kỳ đâu cả để xem lại chính mình. Câu chuyện dừng lại 1 năm có phải vì lấy chồng, sinh con hay không lại là vấn đề khác. Lấy chồng, sinh con là thiên chức của người phụ nữ rồi. Đến lúc cần làm, em sẽ làm, không nói trước được. Xin cảm ơn Hòa Minzy đã dành thời gian chia sẻ.